Xin chào bạn, với mức giá khoảng 15 triệu đồng, chúng ta nên lựa chọn chiếc iPhone 11 hay iPhone XS Max nó sẽ phù hợp với mục đích sử dụng cũng như là nó sẽ xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra đầu tư nhiều hơn. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ giải thích được cái vấn đề đó cho các bạn. Hiện tại khi mà mình tham khảo qua hệ thống Di Động Việt á, thì mức giá của chiếc iPhone 11 và chiếc iPhone XS Max nó chỉ quanh quẩn ở cái mức là khoảng 15 triệu đồng dành cho hàng line new ở cái phiên bản tiêu chuẩn thôi. Với cá nhân mình thì đây là một mức giá quá là tốt để chúng ta có thể là sở hữu được những siêu phẩm đến từ nhà Apple rồi. Về mặt thiết kế thì cái điểm này mình sẽ để các bạn tự lựa chọn nha. Bởi vì mỗi bạn sẽ có trong chúng ta những cái quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Với cá nhân mình thì mình sẽ thích cái thiết kế của chiếc iPhone XS Max hơn. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ có một cái thiết kế của cụm camera nó không quá là to, nó không quá là lồi giống như kiểu là ở trên chiếc iPhone 11. iPhone 11 thì nó lại có một cái dạng hình chữ nhật, mặc dù là chỉ có hai camera mà thôi. Nhưng chả hiểu sao Apple lại thiết kế như thế này. Có vẻ như họ muốn có một cái sự gì đó tách bạch giữa thiết kế của dòng iPhone XS và cái dòng iPhone 11. Thứ hai đó chính là về cái viền màn hình phía trước. Viền màn hình phía trước của chiếc iPhone XS Max thì nó sẽ mọc hơn khá là nhiều so với là ở trên chiếc iPhone 11. Trong khi đó thì với chiếc iPhone 11, ưu điểm lớn nhất về mặt thiết kế của chiếc máy này là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc để chúng ta có thể là lựa chọn, từ màu xanh cho tới là màu vàng, cho tới là màu đỏ, màu đen, màu trắng, vân vân và vân vân. Cho nên là với những bạn nào mà thích cái sự trẻ trung, với những bạn nào mà thích lựa chọn nhiều màu sắc khác nhau thì iPhone 11 sẽ là một cái sự lựa chọn rất là xứng đáng dành cho những bạn nào là fan của Apple. Nói luôn về cái phần màn hình thì đây là một trong những cái điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai con máy này. Bởi vì một chiếc thì sử dụng tấm nền OLED, một chiếc sẽ sử dụng cái tấm nền là IPS LCD. Với những bạn nào mà thích chỉnh sửa hình ảnh này, với những bạn nào mà thích chỉnh sửa video với độ chính xác màu cao, thì mình sẽ khuyên các bạn là nên lựa chọn chiếc iPhone 11. Mặc dù là ở trên tấm nền OLED của chiếc XS Max thì Apple đã cân chỉnh nó, cái độ chính xác màu của nó cũng rất là tốt rồi, nhưng mà để so sánh với tấm nền IPS LCD thì nó vẫn bị thua thiệt hơn một chút xíu. Còn với chiếc iPhone XS Max thì nó sẽ thiên hướng dành cho những bạn nào mà yêu thích giải trí nhiều hơn. Chúng ta sẽ có một cái kích thước màn hình lớn hơn, một cái màn hình với màu sắc nó sẽ rực rỡ hơn một chút xíu so với là ở trên chiếc iPhone 11. Nói luôn một chút về cái độ phân giải màn hình á, thì mặc dù là ở trên chiếc iPhone 11 nó đang có cái độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức là HD+, nhưng với mắt của người dùng cơ bản thì các bạn sẽ rất khó để có thể phân biệt được đâu là độ phân giải HD+ và đâu là độ phân giải Full HD+ lắm các bạn ạ. Bởi vì Apple và những nhà phát triển đã cân chỉnh rất là tốt, đã tối hóa rất là tốt cho cái màn hình độ phân giải thấp như ở trên chiếc iPhone 11, cho nên là cái vấn đề này thì bạn cũng đừng quá là lo lắng nha. Còn về mặt hiệu năng thì chắc chắn rồi, cả hai con máy này đều có hiệu năng rất là mạnh mẽ. Chúng ta đều có chung là 4GB RAM này. Tuy nhiên thì ở trên chiếc iPhone 11 nó đang sử dụng cái với xử lý là Apple A13 Bionic, cho nên là hiệu năng mà trong khoảng tầm là 3 cho tới là 4 năm nữa thì mình vẫn đánh giá là ở trên chiếc iPhone 11 nó sẽ có hiệu năng là tốt hơn. Nhưng có một cái ưu điểm lớn nhất ở trên chiếc iPhone XS Max khi mà chúng ta sử dụng để chơi game á, đó chính là cái 3D Touch. Ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta sẽ không có cái tính năng là 3D Touch nữa, cho nên là cái quá trình mà chúng ta chơi game, ví dụ như những bạn nào chơi PUBG, các bạn sẽ thấy ngay là cái sự khác biệt, đó chính là nhờ có cái 3D Touch mà chiếc iPhone XS Max này nó sẽ có cái tính năng, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái ngón tay, chúng ta chỉ cần một ngón tay, chúng ta vừa di chuyển ở trên màn hình và chúng ta chỉ cần muốn nhấn để zoom hay là chúng ta muốn nhấn để bắn liên thanh thì chúng ta chỉ cần đè thôi. Còn với cái haptic touch ở trên chiếc iPhone 11 thì mỗi lần nhấn nó chỉ hiểu đó là một cái lực nhấn bình thường và nó không thể là bắn liên thanh của chúng ta được. Cho nên là về trải nghiệm game thì lần này thì mình lại thiên về cho chiếc iPhone XS Max hơn. Còn về cái thời lượng pin thì cả hai con máy này đều có cái dung lượng pin về mặt lý thuyết gần như là xem nhau đều là trên 3100 mAh. Tuy nhiên với chiếc iPhone 11 với cái độ phân giải dừng lại ở mức là HD+ và với kích thước màn hình nó nhỏ hơn, cho nên mình hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái chiếc máy này không chơi game trong khoảng tầm là 2 ngày. Còn với trên chiếc XS Max thì mình sử dụng tối đa của nó chỉ khoảng tầm là 1,5 ngày mà thôi. Và cuối cùng đó chính là về phần camera, thì mặc dù là nếu mà chúng ta nhìn vào thông số kỹ thuật thì hai con máy này cái thông số về số chấm camera hay là về cái khả năng chống rung thì nó không hề khác biệt nhau quá là nhiều. Tuy nhiên về mặt tính năng thì lại có một
bầu trời khác biệt các bạn ạ. Thứ nhất, ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta đã có cái tính năng chụp đêm, và chắc chắn tính năng chụp đêm này sẽ không xuất hiện ở trên chiếc iPhone XS Max nha các bạn. Thứ hai, đó chính là ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta sẽ có một cái camera để chụp ảnh góc rộng này. Và thứ ba là cái camera chụp ảnh góc rộng này nó không chỉ để chụp ảnh mà nó còn có khả năng quay video với độ phân giải 4K và tốc độ khung hình lên tới là 60fps. Và điều này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà yêu thích du lịch, với những bạn nào làm vlog, bởi vì cái camera góc rộng sẽ giúp cho chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà chụp ảnh, sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà chúng ta quay video ở một cái không gian quá là hẹp và chủ thể lại đứng quá là gần với cái camera của chúng ta. Trong khi đó thì với trên chiếc iPhone XS Max á, thì chúng ta sẽ có một cái camera tele. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý một vấn đề như thế này, cái camera tele này nó chỉ hoạt động khi mà điều kiện ánh sáng đầy đủ, điều kiện môi trường ánh sáng đủ tốt thì nó mới có thể là chụp tele với cái khả năng là zoom quang 2x. Còn nếu mà các bạn chụp ở trong cái điều kiện thiếu sáng hay là các bạn chụp ở buổi tối á, thì nó sẽ chuyển qua sử dụng cái camera chính để có thể là chụp tele. Thì lúc này cái sự khác biệt giữa cái zoom ở trên chiếc iPhone 11 và zoom ở trên chiếc iPhone XS Max là không hề có luôn nha các bạn. Còn về cái khả năng mà chụp ảnh xóa phông á, thì cả hai con máy này thì mình thấy là nó cũng xem nhau. Mặc dù là không có camera tele nhưng mà chất lượng chụp ảnh xóa phông ở trên chiếc iPhone 11 thì nó vẫn rất là tuyệt vời, nhờ cái thuật toán mà Apple đã tích hợp lên nó là cực kỳ là ấn tượng. Còn một cái điểm cộng nữa ở trên chiếc iPhone 11 đó chính là cái giải nhạy sáng ở trên chiếc iPhone 11 nó sẽ tốt hơn so với là ở trên chiếc iPhone XS Max các bạn ạ. Tại thì mình đang quay từ hai chiếc điện thoại là iPhone 11 và iPhone XS Max. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta quay như thế này, các bạn thấy ở góc trên của cái màn hình nha, thì cái phần bên ngoài thì ở trên chiếc XS Max nó sẽ hơi bị cháy sáng này. Còn với ở trên chiếc 11 thì nó không bị nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển này. À, trên chiếc iPhone 11 thì cái dạng nhạy sáng của nó tốt hơn khá là nhiều so với là ở trên chiếc XS Max các bạn ạ. Và đây, mình đang đi ra. Về khả năng thu âm thì có lẽ không phải bàn rồi, hai con máy này thì có cái khả năng thu âm rất là tốt. Không chỉ là nó có cái khả năng quay video bình thường mà ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta còn có khả năng quay video góc rộng các bạn ạ. Và đây là cái khả năng quay video góc rộng này. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video so sánh các bạn giữa chiếc iPhone 11 và chiếc iPhone XS Max. Với cá nhân mình thì chiếc iPhone 11 nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà yêu thích những cái màu sắc trẻ trung. Thứ hai là các bạn cần một cái hiệu năng thực sự là mạnh mẽ để có thể là sử dụng được trong khoảng tầm là 3 cho tới là 4 năm nữa. Thứ ba đó chính là ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin tốt hơn. Thứ tư đó chính là ở trên chiếc iPhone 11 chúng ta sẽ có một cái camera, và về mặt tính năng á, hay là về mặt quay video thì nó sẽ đa dụng hơn rất là nhiều so với là ở trên chiếc iPhone XS Max. Còn với chiếc iPhone XS Max nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà cần cho chúng ta một cái màn hình thực sự rất là đẹp để có thể là giải trí này. Thứ hai đó chính là một cái thiết kế rất là sang trọng. Và thứ ba đó chính là cái tính năng 3D Touch thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn mang lại chúng ta cái trải nghiệm về mặt gaming nó sẽ tốt hơn so với cái HTC Touch ở trên những cái thế hệ iPhone gần đây. Còn các bạn, giữa hai sản phẩm này các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào ở trong cái phân khúc giá 15 triệu đồng? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, bye bye.